Trước giờ mọi người có thắc mắc rằng xe siêu sang bảo dưỡng thay nhớt có mắc hay không? Thì bây giờ Tom Auto Center sẽ chia sẻ cho mọi người quá trình thay nhớt, thay lọc, bảo dưỡng định kỳ cho em Bentley Mustang 2019. Và đây là một trong những phiên bản kỷ niệm 100 năm. Và sau khi mà ra phiên bản này thì em Mustang Speed này sẽ kết thúc cái vòng đời của mình, khai tử luôn cái mẫu xe này. Thì em Mustang này sử dụng khối động cơ V8 Twin Turbo cho ra công suất là 530 mã lực và mô men xoắn cực đại là hơn 1000 Nm. Đây là một con số khá là lớn so với một chiếc xe siêu sang như thế này. Và từng có một đại gia sở hữu em Bentley Mustang 2017 với mức giá là hơn 50 tỷ. Và em này sản xuất 2019 thì mọi người có thể đoán được bao nhiêu rồi đúng không? Trước hết, kỹ thuật viên sẽ châm vào dung dịch làm loãng cái nhớt cũ trong khối động cơ này để khi xả ra các chất bẩn ở trong nhớt cũ sẽ được đi ra ngoài theo cái đường ốc xả dầu. Và trong khi thời gian chờ đợi xe nóng máy lên thì anh em kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra xung quanh xem những cái phần lỗi, cái phần chi tiết linh kiện tới thời điểm cần phải thay, chụp hình báo cáo cố vấn dịch vụ và gửi đến cho khách hàng. Em Bentley Mustang này đang bị hiện tượng rỉ nhớt turbo, sẽ làm giảm đi cái lượng nhớt khi mà xe hoạt động. Sau khi xả nhớt ra thì mọi người có thể thấy nhớt rất là đen và cần tới 9,5 lít nhớt để thay thế cho em Bentley Mustang mỗi lần bảo dưỡng. Và tất cả những xe thay nhớt tại Tom Auto Center sẽ có một thẻ nhắc nhở bảo dưỡng, sổ bảo dưỡng và đến định kỳ bên Tom Auto Center sẽ gọi nhắc nhở cho quý khách hàng để đảm bảo cho chiếc xe vận hành tốt hơn, ổn định hơn trên những chuyến đi. Tiếp theo xin bật mí cho mọi người, để một chiếc xe siêu sang vận hành êm ái trên đường thì xe đã được phủ gầm chính hãng từ lúc mới ra lò, kết hợp với hệ thống treo khí nén và các thanh liên kết tạo nên sự cách âm gần như tuyệt đối khi ngồi bên trong xe. Quay lại với việc thay nhớt thì cái lọc nhớt của em Bentley Mustang này rất là to, sử dụng lọc sắt như một cái lọc nhớt của xe tải mọi người. Nhưng mà theo quan điểm thì sử dụng cái lọc sắt như thế này sẽ rất là dễ dàng hơn khi thay thế. Và so với những chiếc xe sử dụng cái cốc lọc nhựa và có lõi cái lọc giấy ở bên trong, việc sử dụng lâu ngày sau quá trình thời gian lão hóa rất là dễ bị gãy khi mà kỹ thuật viên siết vào. Tiếp theo là quá trình châm nhớt cho em Bentley Mustang này cũng giống như bao chiếc xe khác thôi, nhưng mà nhớt sử dụng tại Tom Auto Center là nhớt Bobby One 5W30. Theo khuyến nghị của Bentley có in trên phần khoang máy. Mặc dù là một chiếc xe siêu xe nhưng Bentley Mustang vẫn sử dụng cây que thâm nhớt để đảm bảo cái lượng nhớt được đổ vào động cơ chuẩn chỉ hơn. Và đây là một trong những cách truyền thống và hiệu quả nhất so với những chiếc xe đời mới như thế này, sử dụng là hệ thống thâm nhớt điện tử. Và đá điện tử thì chắc chắn sẽ có sai lệch trong một thời gian dài sử dụng, hạn chế đi những thiết bị điện tử tích hợp vào bên trong xe. Sau khi châm nhớt xong, kỹ thuật viên sẽ tiến hành nổ máy để xem phần lọc nhớt và phần ốc xả nhớt có bị rò rỉ nhớt hay không và cho nhớt tuần hoàn đầy đủ hơn bên trong phần động cơ. Và sau khi nổ máy từ 5 tới 10 phút thì kỹ thuật viên sẽ tắt máy, đợi 5 tới 10 phút tiếp theo để cho cái phần nhớt lắng lại phía dưới đáy gạc xe, tiến hành kiểm tra lại cái mức nhớt ở bên trong động cơ xem có đủ hay không. Tiếp theo, kỹ thuật viên sẽ tiến hành đổ dung dịch nước rửa kiến nhập khẩu chính hãng từ Đức, có công dụng bảo vệ kính lái khỏi bị động nước và tạo hiệu ứng cánh sen, bảo dưỡng cái lưỡi cao su của gạt mưa. Tiếp theo là dung dịch xúc kim phun trực tiếp trong quá trình sử dụng xe, tức là sẽ giúp loại bỏ những muội than ở trên đầu kim phun và cho lượng nhiên liệu phun tơi hơn, tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu, đảm bảo cho công suất xe được ổn định trong quá trình sử dụng. Nhưng mà lưu ý khi mà quý khách hàng sử dụng cái dung dịch này là phải đầy bình xăng, trung bình một chiếc xe sẽ sử dụng 2 lọ màu đen như thế này. Và sẽ có dung dịch sử dụng riêng cho máy xăng và có dung dịch sử dụng riêng cho máy dầu, tránh cái sự nhầm lẫn bởi vì hai chai này gần như giống nhau. Và sau khi bảo dưỡng xong xuôi cho em Bentley Mustang này, kỹ thuật viên gắn lại cái ốp khoang động cơ lại như ban đầu, tiến hành đọc lỗi và lưu lại những cái lịch sử lỗi. Một chiếc xe ô tô sẽ có rất là nhiều lỗi lịch sử và cái lỗi hiện hành, tiến hành xóa lỗi đi và kiểm tra xem xe còn bị lỗi gì hay không, báo cáo cho khách hàng để trong những lần bảo dưỡng sửa chữa tiếp theo có thời gian để lại xe và khắc phục hư hỏng. Và em Bentley này còn sót một lỗi là kiểm soát phạm vi của đèn pha. Và những chiếc xe hơi đời mới như bây giờ, sau khi mà bảo dưỡng sửa chữa cần phải cài đặt lại lịch nhắc nhở bảo dưỡng cho chiếc xe để trong những lần tiếp theo chủ xe cũng không bị quên, và đèn hoặc thông báo nhắc nhở bảo dưỡng cũng không còn sáng nữa sau khi mà đã bảo dưỡng xong. Sau khi hoàn thành xong quá trình bảo dưỡng thì quản đốc sẽ kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, tiến hành vệ sinh xe và giao xe trả lại cho khách hàng. Xin cảm ơn anh khách ruột đã lúc nào cũng tin tưởng ủng hộ Tom Auto Center.